quyền di chuyển trước so với Charter bên phía bên kia. Charter vẫn còn một con xe. Zeki nhảy ra từ cái bụi của mình, cào vào người của Anyway. Anh ta bị kiệt sức và người tấp máu là Anyway. Anh ta đã sử dụng cho mình cùng thủ quyền. Zeki đang muốn lùi về với người trên đường trên của mình, nhưng đó là một pha bọc đầu rất hay đến từ Haysom. Một mạng đổi một mạng, Charter sắp phải nằm. Anh ta đã phải nằm. Haku mất đi tốc biến của mình. Đu dây anh hùng không thành công và đó là bị kiệt sức đến từ vị trí của Haku, và anh ta sẽ phải nằm ở trong pha này. Chưa nằm. Bây giờ thì mới phải nằm và mạng hai cục dành cho Maru. Team CP sẽ muốn tranh chấp ở trong pha này. Chú mèo với trang phục pyjama trên người của Zeki đang ăn con rồng với tốc độ khá là nhanh. Họ quay sang đánh với người hỗ trợ từ bên phía của Team CP. Một pha chiêu cuối không được đẹp cho lắm, nhưng quay ngược trở lại và đánh đối phương. Đã có hai điểm hạ gục dành cho cơ quan Đông Freak. Đòn trừng phạt đi ra. Bộ tiến công trên người Haku vẫn chưa gây được áp lực gì cả. Khoan đã là pha xong thủ trưởng, hai người bế được một người về. Tốc biến để bỏ chạy đến từ Zeki, và Choirer cũng đang bỏ chạy. Họ đợi Maru tới. Một cái quạt gió của Maru không được nhiều đam, anh ta bị kiệt sức. Tốc biến lên tiếp tục chém Maru lên 1-4 vào trong tình huống này. Anh ta bị làm choáng, anh ta quay lại chơi thẳng vào người của Handsome. Handsome không thể nào dứt điểm được thành công Maru trong pha thi đấu này. Vậy vẫn đang muốn can thiệp ở đây. Rất ngay đầu. Lập tức là một cầu sấm cộng gia tốc quá đầu. Bên phía bên kia thì Anyway bế một người vào, xong thủ trưởng như Anyway đang lạc vào vây giữa bốn người bên phía Quang Đông Freaks. Bên phía bên kia thì Haku cũng đang tấn công. Wow. Của Team CP đang bị chia hai, và Maru đang bắt đầu lao vào, bắt đầu chém. Ta bị kiệt sức nhưng ta vẫn có thể chém được một người và ta lùi đi. Haku tung ra đòn trừng phạt vào người của Nod, nhưng Nod rất trâu, dựng lên tối kiên cường của mình và ta không sao cả. Điểm được hai thành viên từ đội hình từ của Team GB. Đã là một pha đánh xung quanh hàng rồng, bế được một người về. Nó khá giống pha tiêu trước đó. Siêu bom địa ngục khá đẹp lao lên tấn công với thân ca sấu của mình. Họ đang nhắm vào dây của Arubat. Arubat biến mất rồi. Maru vẫn còn sống, Maru vẫn đang rất mạnh, vẫn đang có chiêu cuối. Anh ta chém vào thành viên hỗ trợ bên phía kia. Con đồng ăn sau kiệt sức vào người Anyway. Anyway tốc biến bỏ chạy không được. Đu theo là Frey. Frey đang cố gắng giữ cho thành viên đối phương để đồng đội mình quẹt nộ. Maru chém rất lực. Maju có được triple kill, cái sức đào của mình ở trong pha thi đấu này. Mới là người gặp nguy hiểm ở trong tình huống thi đấu này. Anh ta đã phải mất đi tốc biến, hay sao có được thần ca sấu. Anh ta bật lên, anh ta bị dính ném bola. Anh ta mất đi đồng hồ cát. Maru Acrobat cùng với cả Zeki dùng sát thương ở trong pha này. Nhưng Zeki lại đi lạc vào trong cái bụi này, anh ta đã bị dùng sát thương. Ta mất đi đồng hồ cát, ta đã bị kiệt sức. Fay đang chống chịu được sát thương. Anyway đang muốn làm điều gì đó, xong thủ trưởng là khá tốt. Cùng thủ quyền tung ra cũng là khá đẹp, sau đó phải tốc biến về. Đó là đội hình của Team GP đang quá yếu máu. Thêm một mạng hạ gục nữa dành cho Quanovic và vị trí của Haku. Và với có Akshan mất đi như thế này thì sẽ không đến từ hành vi của Quanovic. 21 giây để hồi sinh đến từ Haku lao ra đánh nhau. Một pha vòng quay đầu kịp rất đẹp đến từ Kama. Và đây sẽ là một cuộc tàn sát thực sự khi Maru đã tụt nhập cho vòng tuyến sau. Anh ta chém tất cả mọi thứ trước mặt của mình. Và chắc chắn sẽ bị làm choáng ở trong pha thi đấu này. Handsome không phải là đối thủ của Revenge. Mà KDA của nó tôi nghĩ là đã vinh phận mười mấy điểm hạ gục rồi. Luôn chẳng. Endgame. Họ muốn endgame, đột được lính để xem 1, 2, 3, 4, 5 con xe. Tốc biến lên đạn chuyển quân chú tâm chú 3. Bốc hơi quá nhanh. Haku không phải là vấn đề ở đây. Vòng quay đầu kích để xóa sổ lính. Và chiến thắng ở trong bán đầu thứ nhất dành cho Kano Freak. Xong với Zeki. Vì đó thì Anyway chưa ăn xong con rồng. Bây giờ chúng ta đã ăn xong rồng rồi. Nhưng Fay với việc là phải ở lại để giúp cho Zeki kiểm soát được con rồng thì anh ta cũng mất đi một món tương đối lớn. Và đây là chơi rồi. Anh ta bị dồn sát thương, ta bị hắc tù, anh ta mất đi ba hạ của mình. Và đánh trả rất mạnh đến từ Team CP. Và Anyway tấp bầu, anh ta phải là điểm số mà cùng dành cho Acrobat. Maru sử dụng tổ thương của mình, anh ta bị kiệt sức. Nhưng anh ta vẫn đang có thể lùi về được Zeki từ phía sau. Và thêm cả Acrobat cặp đôi đến từ Team CP. Ôi khoan đã, Zeki vẫn chưa muốn dừng lại. Anh ta lao thẳng vào giữa hai trụ đối phương, giọng cái đại địa chữ ứng đồng hồ ngưng động. Và Maru ngay lập tức dứt điểm thành công Anyway. Họ quay ngược trở lại cái trụ một. Đang có chú bò của Fay ở đây. Anh ta đang rất dũng mãnh, được tăng tốc. Tốc biến lên, combo hai người đối phương lại vòng quay đầu kịp. Và Zeki đang rất có đời phải nằm xuống, anh ta đã bốc hơi rồi. Choirer đã cố gắng để trả lại một số sát thương trước khi lui về cùng với đồng đội của mình. Được, ở trong cái tình huống vừa rồi mà không cần bị tổn đi cái tốc biến của mình. Nhưng khoan đã, Fay đang bị cô lập bên phía bên kia. Anyway vào và chọn Zeki là mục tiêu, combo ngược trở ra, hất tung ba người rất hay. Đến từ Fay, siêu mong địa ngục đứng ẩn, vòng quay đầu kịp kết liễu được Zeki. Nhưng Handsome đang 1-3, anh ta nằm xuống, con rồng vẫn đang ăn. Maru là người đẩy lui hoàn toàn người chơi rừng của Team GB. Anyway đã bốc hơi rồi, con rồng vẫn thuộc về quyền kiểm soát của Kano Freak. Có vẻ như cái tỷ lệ bắn trúng này bằng tiện của Aerobat không được phải là quá tốt ở trong bản thi đấu này. Anyway đang muốn thử sức mình với Maru. Có vẻ như một ý tưởng nó hơi tồi của anh ta. Rất đơn giản đá lần hai. Aerobat quay ngược chưa ra, bắn vào người của Haku. Haku đi hỗ trợ đồng đội. Và thôi, anh ta đã bị Anyway tặng cho một cú lừa. Ôi, thật sự hai đại đi chứng.
hai người chúc được mọi người. Alahak lát nó cố gắng bao trợ ẩn trong hồ tự động của anh ta chắc chắn sẽ nằm mà thôi, đứng trước mặt Maru. Quái vật Camille lại thêm một pha song thú trưởng không để làm gì cả của Handsome. Cuồng thủ quyền lại một đứt chưa. Thực sự cái hoàng kỳ của Zeki, khoan đã, một tình huống chụp từ vừa lát đang cố gắng bỏ trốn, máu anh ta còn đúng một chậm tốc biến lên đại địa chấn. Không, đó chỉ là pha combo thôi, đây là một lần đánh bại bằng chuyện chính xác. Handsome đã phải cố gắng bỏ chạy hút ngược đối phương về và phây bảo kê đồng đội thành công, ứng cho mình đồng hồ ngưng động. Zeki ở đây và bảo vệ cho Maru không bị nằm xuống ở trong pha thi đấu, họ vẫn có được trụ thai của mình giữa ăn bên. Anyway bị con Baron nhổ tương đối là đầu và họ đã phải dồn ra khỏi hàng Baron. Hy Sơn có thể đang bị kẹt lại, sử dụng cho mình hủy diệt đấu trường vào một trong một cái góc rất hẹp. Zeki sử dụng đại địa chấn của mình nhốt được ba người ở trong đó. Vậy đang đi đầu chống chịu sát thương những người đồng đội mình trong cái góc hẹp này, nhưng Choir đang có thể ném, Acrobat cũng đang có thể bắn. Maru bên phía bên kia thì đang đá vào đầu của Haku. Haku sử dụng đầu hoa cá không outplay được cái tối hậu thư này, anh ta cũng đã vãi nằm. Và đội hình của Team GP bị quét sạch ở trong pha thi đấu này. Đầu dành cho bên phía của Team GP. Đó là một pha combat mà khi mà tôi nhìn thấy con Camille nó xuất hiện đằng sau lưng cái thành viên của Team GP và nó đang đá vào người của Lạc, tôi biết là mọi chuyện là chấm dứt dành cho Càng Đông Phúc. Giúp cho bên phía Team GP khởi động được con sĩ giả này. Máy quét đang được mua đến từ Zeki, một góc bắn đứng đắp ở trên một cái con mắt từ bên phía bên kia, dùng hết sát thương vào người Rentong. Liệu đây có phải là quyết định chính xác không? Rentong đã nằm, một pha chiêu cuối rất đẹp đến từ Diana và Haku kẹt lại trong pha giao tranh này. Choir tốc biến lên đuổi theo đối phương. Anyway tốc biến để bỏ chạy, những phát bắn liên tục đến từ con Ascarobat và anh ta lại có thêm một điểm hỗ trợ cho đồng đội của mình. Đang được kiểm soát bởi Quang Đông Freaks, bom nảy được tung ra, không có sát thương. Đại bằng tiễn trúng vào đầu của Faye, bắt đầu mở giao tranh. Đó là Note. Choir bên phía bên kia cũng đang lao vào. Choir có chiêu cuối và Faye đang chống chịu được rất nhiều sát thương. Chiêu cuối trăng bờ được tung ra, chưa có quá nhiều mối đe dọa và Choir đã phải nằm. Bên phía bên này Zeki bị kiệt sức, Zeki thấp máu, Zeki đang phải lùi ra khỏi hàng rồng. Rồng thuộc về cho Team GP. Haku vẫn đang được chơi, Lifehack cũng đang được chơi và hay xong có thần cá sấu của mình lùi ra. Đó là Cobalt đã bắn đại bằng tiễn ngược lại trúng ở đầu của Anyway, nhưng khoảng cách quá gần, anh ta bị làm choáng không phải là quá nhiều. Faye đang lao vào, anh ta đang bị chặn lại. Siêu bom địa ngục được tung ra và Acrobat dùng cái tốc biến của mình để có thể thoát đi sát thương đến từ cái siêu bom địa ngục này. Aesom đang lao vào quẩy với thần cá sấu của mình. Anh ta sử dụng luôn cả đồng hồ cát, cầu được quá nhiều sát thương. Đó là Faye cùng với Aesom. Từ phía sau thì Lai Hắc vẫn đang được xả sát thương, còn Acrobat quá đẹp. Thật sự như vậy nó không phải là quá tốt. Khoan đã, lao vào trong rừng bên phía bên kia đánh nhau với ba người à? Tại sao lại có quyết định sai lầm như vậy mà luôn đánh hạt không nổ của mình và bỏ chạy. Handsome cũng đang có mặt ở đây, anh ta có một lượng nổ, ta bị đối phương đá quét chiến thuật rất đau vào người. Acrobat một cái đại bắn tiễn tung ra giúp người ta cũng đeo gục tập thêm cái tay xa tiễn nữa. Thì còn được double kill rất may mắn dành cho Acrobat kêu và cả hai người thì họ mới đủ tự tin để đánh những pha giao tranh tổng với bên phía của đối phương. Nhưng mà tôi nói thật các bạn là càng lâu thì con Diana này nó sẽ càng khỏe mà thôi. Khoan đã, góc vào này khá đẹp và người đang được chọn đó là Acrobat. Acrobat quá thấp máu rồi, ấn đồng hồ ngưng động giữa ba người và ta sẽ bốc hơi rất nhanh mà thôi. Zeki đang cố gắng bỏ chạy, kinh lực được sử dụng vào người ta. Double kill là sẽ có dành cho Zik. Anyway chưa muốn dừng lại, tốc biến để bỏ chạy là no và không bắt được bất kỳ ai là Maru. Một thoáng hơn đối phương là có lợi thế. Khoan đã, tốc biến lên chói chân với Choir. Choir đang phải tốc biến bỏ chạy. Một siêu bom địa ngục tung ra nó không quá chất lượng, nhưng cú quạt gió đã dứt điểm được thành công nọ trong tình huống này. Zeki gồng được không đỡ một lần dứt điểm được một người và bắt được một thành viên khác đối phương, đó chính là Haku. Haku đã bị kẹt lại. Rên tông của Handsome đang có thể quẩy được, anh ta dứt điểm được người, tốc biến lên đá rất kinh khủng đến từ Maru. Double kill dành cho con Camille của anh ta. Tốc biến để bỏ chạy Handsome, người kẹt lại là Haku tốc biến một lần nữa. Biến phát đá quá đầu, A bị bế và Kama không có tốc biến, bốc hơi rất nhanh, một pha bẻ lái. Zeki bẻ lái rất khó chịu và anh ta chọn chú bò cũng phải là mục tiêu. Phải được bật chiêu cuối của mình, bất khuất lên để bỏ chạy. Nhưng cú trăng mờ này thì không cho phép anh ta chạy bất kỳ đâu cả, còn đúng một hit duy nhất mà thôi. Phải đang kẹt giữa hai người đồng đội của mình và ta cuối cùng cũng đã phải nằm. Arubat bắn thoải mái, kiệt sức vào người để tông của Handsome để bắn cho nó chất lượng hơn. Nó ở đây quay ngược trở lại làm choáng đối phương. Handsome bị kẹt, Handsome ứng đồng hồ ngưng động. Handsome đang cố gắng vùng vẫy nhưng ta không vùng vẫy được. Tỷ số 3-0 đang đợi họ và một slot ở trong chung kết tổng của WCK 2022 đang hiện rất rõ ràng. Đội thứ hai góp mặt cùng với lại Africa Fit.